Chào tất cả anh em. Và trong video này mình sẽ chơi con game Battle Devil. Và game này là một game thuộc thể loại MOBA 3v3. Welcome to the Dragon's Grave. Nó không giống các game MOBA truyền thống anh em đang chơi nhá. Game này nó có cái sự khác biệt. Đầu tiên là chỉ chơi 3 với 3 thôi. Có hai đường. Đầu tiên là game chỉ có hai đường thôi. Và trong game thì không có cái cách chọn tướng như là thông thường anh em hay chơi trong các game khác. Mà game này các anh em phải chơi dần dần thì mới có nhiều tướng. Và các tướng ở đây đấy, một là anh em có thể nâng cấp được ở bên ngoài cái màn hình chính để tăng sức mạnh cho tướng. Còn về trang bị trong game thì vẫn mua như bình thường. Và trong cửa hàng này có chế độ auto mua đồ luôn anh em nhé. Như là anh em cứ chơi thôi, còn đâu tiền sẽ tự mua đồ. Tiền sẽ tự mua đồ luôn, anh em không cần phải ấn gì cả. Mình cứ chơi, cứ lên sức mạnh bình thường luôn, không cần phải ấn gì. Đây là bãi quái này, bãi quái khủng này. Có hai bãi quái khủng nhá. Có phép bổ trợ hồi máu này, tăng tốc này, và hiệu ứng biến về thôi. Game này nó ghép nó khác các game MOBA anh em thông thường hay chơi ở chỗ là cái độ chơi của nó chỉ có 3v3 thôi. Và các tướng ở trong game thì anh em không phải, gần như là không cần phải chọn ở trong cái màn hình vào game, mà anh em chọn luôn từ bên ngoài màn hình chính. Thì đến khi vào game là anh em chọn con nào nó chơi con đó thôi. Và các tướng thì anh em nâng cấp được bên ngoài để tăng thêm sức mạnh. Thế thôi. Còn đâu về cái cách chơi trong game thì nó không có gì khác biệt. Have been slain.
Game này có cả đồ kích hoạt nhá. You have slain an enemy. A legendary hero. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Slaughtering. All of your heroes have been slain. Đây là nhà chính rồi. Đây này, mình vừa mở khóa được con tướng mới này. Đây là cái màn hình nâng cấp tướng này. Đấy, khi nâng cấp tướng lên thì sẽ tăng thêm thuộc tính. I'm not just smart, you know. Cũng có skin này. I think as you wish. As you wish. Trận này mình sẽ chơi thử con này nha. Dragon's grave. Con này là con thiên về khống chế này. The battle will begin soon. Hai skin CC này. Một skin búp. Hiện tại game này là có bản quốc tế rồi. An enemy has been slain. Anh em nào mà thích chơi thì lên Google Play hoặc là App Store là có nhá. An enemy has been slain. A powerful hero. Rất nhiều CC. Game này lên cấp khá là chậm. Cứ đánh nhau liên tục ấy.
Nên là anh em nào mà cố gắng lên cấp nhanh ấy thì sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn cái thằng vừa nãy không? Mãi mà nó vẫn level 1 ấy. Rất là yếu. You have slain an enemy, a powerful hero. Không, em có trồng chuối gì đâu, em trồng cầu thôi. Tiền cầu anh ấy chưa? Tiền cầu anh gửi chưa? 5.000 anh ơi. Anh đi mua chuối à? Không có nhà ai à? Từ đây mà toàn bán là không quen hết rồi, mà toàn ô tô. Đấy, em tìm hết rồi. Vâng, em làm đâu. An ally has been slain. Vâng, chạy ra bên kia nhỉ. Vâng. Gọi là cái phân trại để giảm tải lô tu. Chơi con game này được cái là anh em được chọn tướng ở ngay màn hình chính rồi, nên là không phải tranh giành gì khi vào game cả, thích con gì là chọn luôn. Đấy là một cái hay. Đánh nhau ngay sau chị luôn. An enemy has been slain. A legendary hero. Anh em cố gắng đừng để chết. Cày cấp đã lâu rồi mà để chết nữa, về nhà chạy ra là rất là thọt đấy. Con này một con tanh hỗ trợ khống chế thôi. Cảm giác cái con này cái ulti của nó như kiểu của con Bundo ở trong Liên Minh ấy. Bật lên được hồi máu. Nhìn con lính kìa. Nhìn con lính nó chém kìa. Lính siêu cấp ấy. Kiểu lính siêu cấp ấy. Mày chém ai?
Mày bắn ai? Trâu không anh em ơi. Quá trâu luôn. Giờ bố mày chạy. Bật bếp lên chơi tiếp này. Hỗ trợ mình, hỗ trợ nó như này. Victoria nó chỉ quái nào. I'm sorry. The enemy's master has been destroyed. You have slain an enemy. Rampage! Xin lỗi em đi. Win. Win. Cảm giác chơi game nó dễ dễ quá. Bọn này như kiểu nó hơi gà. Rồi, trận này sẽ chơi con khác nữa nhá. Chơi con khác này. Con Eri này đi. Most men just can't handle me. Most men just can't handle me. Con game này mình nhắc lại là con game Battle Rival nhá. Game thuộc lại game MOBA. Chỉ có chế độ chơi 3v3 thôi. Welcome to the dragon's grave. The battle will begin soon. Nó bị ngu à. Còn từng đấy máu nó vẫn dám dấn lên nó bắn mình. Nó say máu rồi. Bắn chết rồi. À! You have slain an enemy, a powerful hero. An enemy has been slain. Thấy không? Mình level 3 rồi mà chúng nó mới level 1 kìa. Mình lợi thế hơn chúng nó rất là nhiều luôn. Giờ nó mới lên 2.
Cố gắng trụ đường lấy level anh em ạ. Game này lên level chậm mà mình lên được nhanh là lợi thế rất là nhiều. Tuần 3 luôn. Quả đấy là mình tuần 3 luôn đấy. An ally has been slain. Mà những anh em nào thường xuyên chơi các game MOBA rồi thì chơi game này khá đơn giản đấy. Trận này chơi con này đây. Thấy rất ít người chơi con này. Mình chưa gặp bao giờ luôn. Con này là một con tay ngắn rồi. Không được rồi. Yếu lắm. Chưa chơi được. Ngủ đi. Rồi, cũng được mạng rồi. Cứ cò cưa thế thôi. Không cần thiết phải chạy 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 chạy.
Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em luôn. Mình chơi nhây nhây vậy thôi. Cọp kia, cọp kia đâu. Đừng ra, con quái nó đánh thôi. Quái nó đánh đau phết đấy. Giết mình lắm rồi đấy. Mình cứ có cửa đây mình hít ra vào thôi giờ. An ally has been slain. A powerful hero. Sư con kia bắn đau phết đấy. An enemy has been slain. Ra thôi. Gì quá là chết luôn đấy. Đi con này ác thế. An ally has been slain. Con này đánh ẩu thế nhỉ. Cứ bình tĩnh em ạ. Mình cần hit level thôi. Bye. Bật tăng tốc chạy ngay. Mình canh canh mình giết nó đây. Thế thôi. Cứ từ từ mà đánh thôi.
the enemy. Cứ tham đi, cứ tham ăn quái đi. Chứ nó nhằm nghe, nó muốn lao vào mình đấy. A legendary hero. Ai da. An ally has been slain. A powerful hero. Enemy double kill. Cay nhờ. Đây quá rồi. Nhau rồi chả đối trụ được. Dừng video này đây nhá. Hẹn anh em trong các video tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh của mình, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.